hàng vạn du khách đã đổ về thành phố Điện Biên Phủ để tham quan các khu di tích lịch sử nổi tiếng và chờ đợi xem cuộc diễu binh, diễu hành được tổ chức với quy mô lớn, diễn ra vào sáng 7 tháng 5. Các tuyến trung tâm như Võ Nguyên Giáp, 7 tháng 5, Trần Can, Trường Chinh từ nhiều ngày nay đã được khoác áo mới đỏ rực cờ, băng rôn, khắp phố phường đến từng ngõ xóm, từng ngôi nhà đều treo cờ Tổ quốc đỏ rực, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt trên tuyến đường mang tên ông và nhiều con phố khác. Hàng vạn du khách đến với vùng đất anh hùng để tham quan, chứng kiến sự đổi thay và tận hưởng không khí của đại lễ. Lượng du khách đã mua vé vào thăm bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ quá đông, ban tổ chức và lực lượng an ninh giới hạn từng đợt vào thăm, thậm chí có những lúc phải tạm ngưng bán vé. Đồi A1 nằm ở phường Mường Thanh, là nơi từng diễn ra những trận đánh khốc liệt và kéo dài nhất, có tính chất quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ. Những ngày này trên đỉnh đồi lịch sử đang rực đỏ sắc thắm của hoa phượng, khiến ai đến Điện Biên cũng muốn ghé qua. Đồi A1, nơi hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuối cùng quân ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm A1 vào 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, mở toang cánh cửa thép, tiến thẳng vào trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nghĩa trang liệt sĩ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía nam, bên con đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Mường Thanh, Điện Biên Phủ, với 644 phần mộ liệt sĩ được quy tập và yên nghỉ. Khắp các ngả đường ở thành phố Điện Biên Phủ kín đặc người nối nhau đi. Các khách sạn, nhà nghỉ đều cháy phòng, nhiều du khách không thể thuê nổi chỗ nghỉ. Các quán ăn đều đông nghịt người, khắp các nẻo đường đều bị ùn ứ. Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành diễn ra vào lúc 7 giờ 45 sáng 7 tháng 5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Đối với khách quốc tế, có khoảng 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài tham dự, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamut Chanela, Phó Thủ tướng Campuchia Net Savoyn, Bộ trưởng Bộ Quân đội và Quốc vụ Khanh phụ trách về cựu chiến binh và ký ức chiến tranh của Pháp. Chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham gia khoảng 12.000 người, gồm tất cả các lực lượng của quân đội, dân quân tự vệ và công an, các ban ngành, đoàn thể xã hội. Điểm nhấn của chương trình là lực lượng pháo lễ và không quân bay chào mừng. Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng đứng trên sân, gồm tiêu binh lễ đài và 5 khối đứng. Lực lượng diễu binh, diễu hành, gồm khối nghi trượng, 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến. Lực lượng của Bộ Công an tham gia, có 2 khối đứng trên sân và 9 khối diễu binh, diễu hành. Lực lượng của tỉnh Điện Biên có 3 khối nghi trượng, khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và các khối diễu hành quần chúng, cùng 20 khối đứng làm nền trên sân. Nằm ở cực Tây của đất nước, có diện tích rộng, giàu tài nguyên, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vùng đất Mường Thanh Điện Biên từng là thủ phủ, trung tâm của vùng Tây Bắc với nhiều lợi thế khác biệt. Đường biên giới dài, hơn 455 km, với nhiều cửa khẩu, lối mở tiếp giáp Lào, Trung Quốc là điều kiện thuận lợi để Điện Biên kết nối kinh tế, văn hóa, du lịch với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ngoài hai tuyến đường bộ Điện Biên Sơn La Hòa Bình Hà Nội và Điện Biên Lai Châu Lào Cai Yên Bái Phú Thọ, Điện Biên còn có đường hàng không, kết nối với hai thành phố lớn của đất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí địa kinh tế, quốc phòng đặc biệt quan trọng trong khu vực Tây Bắc cũng tạo thêm điều kiện thuận lợi để Điện Biên khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ, thương mại, kinh tế cửa khẩu với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc và các nước trong tiểu vùng. Sản phẩm du lịch đặc biệt và khác biệt của Điện Biên là du lịch lịch sử tâm linh. Chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng đã để lại cho Điện Biên một quần thể di tích với 45 điểm di tích thành phần như Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Đồi A1, Cầu Mường Thanh, Hầm Đờ Cát. Đáng chú ý, với sự đầu tư hoàn thiện bức tranh panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ và đưa vào khai thác, phục vụ khách tham quan, Điện Biên đã tạo thêm sức hút đối với du khách. Bên cạnh những di tích lịch sử ghi dấu ấn hào hùng của dân tộc, Điện Biên có 33 di tích văn hóa phi vật thể được xếp hạng, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia và 18 di tích cấp tỉnh. Cùng với đó, tỉnh có 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có 2 di sản được UNESCO ghi danh là nghệ thuật xòe thái và di sản thực hành then. Ngoài ra, Điện Biên còn có thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, ẩm thực, du lịch khám phá, nghỉ dưỡng gắn với đời sống văn hóa đặc sắc của 18 cộng đồng dân tộc thiểu số là những cư dân bản địa.
Với lợi thế đặc biệt, những năm qua, Điện Biên đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Năm 2023 là năm đầu tiên Điện Biên đón 1 triệu lượt khách, tăng gần 25% so với năm 2022. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 1.750 tỷ đồng. Năm 2024, Điện Biên đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia với khẩu hiệu Vinh quang Điện Biên phủ trải nghiệm bất tận. Từ góc nhìn của doanh nghiệp lữ hành, bà Tạ Thị Tú Huyên, giám đốc ban sản phẩm dịch vụ công ty du lịch Việt Travel cho rằng Điện Biên cần khai thác thêm các sản phẩm du lịch văn hóa để đem lại trải nghiệm cho du khách khi đặt chân đến mảnh đất lịch sử. Không chỉ có điểm nhấn sản phẩm chủ lực là chiến trường Điện Biên Phủ, tại Điện Biên còn có rất nhiều điều để chúng ta khám phá về thiên nhiên, về con người, những làng nghề truyền thống, huyền tích OVA, những suối khoáng nóng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Đây là nguồn nguyên liệu rất tốt để Điện Biên đẩy mạnh khai thác, thu hút thêm nhiều khách du lịch, bà Huyên chia sẻ. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong thời gian vừa qua khi xây dựng bản kế hoạch tổng thể để đăng cai năm du lịch quốc gia Điện Biên. Tỉnh đã phối hợp tốt với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành và các doanh nghiệp du lịch để hoàn thiện chương trình, đáp ứng nhu cầu của du khách và trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như những năm tiếp theo. Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành trung tâm du lịch của vùng, nâng tỷ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ, du lịch chiếm khoảng 10% GDP của tỉnh, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 15% năm. Để đạt được các mục tiêu này, thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù, thu hút đầu tư phát triển du lịch để khai thác tối ưu tiềm năng du lịch theo phương châm, biến di sản thành tài sản, biến văn hóa thành hàng hóa, biến tài nguyên thành tài chính, xây dựng Điện Biên thành điểm đến du lịch độc đáo, thân thiện của vùng Tây Bắc. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.